Máy in của Canon LBP3050 là một máy in đen trắng laser chất lượng của Canon. Đây là một thiết bị in ấn phổ thông và được sử dụng phổ biến trong các văn phòng và doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc in ấn cho gia đình. Máy in Canon LBP3050 có tốc độ in lên đến 14 trang mỗi phút. Ngoài ra, chất lượng bản in sẽ có chất lượng cao và rõ ràng. Điều này quan trọng trong việc đảm bảo bản in của bạn thể hiện thông tin một cách tốt nhất.